dân Việt Nam đừng để đến góp sức một ngày để đem sương máu quyết lòng chiến thắng cho tương lai. 19 tháng 8 khi quốc dân cầm hờn kêu thế tiến lên cùng hô máu sương vang lên quân thủ chung. Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là sự kiện trọng đại, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tiến công vào quân đội Nhật. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình. Đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương. Những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay thầy, đổi chủ, chống lại cách mạng. Ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Tháng 3 năm 1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tháng 4 năm 1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức các ủy ban dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam. Từ tháng 4 năm 1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội Quốc dân. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, Tuyên Quang khẳng định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi đó là tập trung, thống nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1, hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh và lệnh tổng khởi nghĩa, quy định quốc kỳ, quốc ca, thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra, giành được thắng lợi ở nông thôn, đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam. Ngày 19 tháng 8, đông đảo nhân dân tiến về quảng trường nhà hát lớn meeting, biểu tình và cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu. Ngày 25 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre, v.v.
ngày 28 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành chính quyền tại các tỉnh lỵ Đồng Nai Thượng và Hà Tiên cơ bản kết thúc cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Chỉ trong vòng 15 ngày, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 28 tháng 8 năm 1945, ngay sau khi chính phủ lâm thời được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định lập bộ máy văn phòng giúp việc của chính phủ, tiền thân của văn phòng chính phủ ngày nay. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mở đầu bản tuyên ngôn, Bác Hồ đã trích dẫn tinh thần bất hủ trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và nước Pháp về quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đẳng của con người, khẳng định Việt Nam đã tự giành lại những quyền bất khả xâm phạm đó bằng máu xương của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thể nhân loại lời thề độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ cho được quyền tự do, độc lập ấy. Từ đó, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước ta. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một bước tiến vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, góp phần đáng kể vào xoay chuyển xu hướng thời đại ở nửa cuối thế kỷ 20. Thời đại thức tỉnh lương tri nhân loại, thời đại khẳng định giá trị sống, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Kể từ đó đến nay, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã lập nên biết bao kỳ tích. Từ một đất nước nô lệ, chúng ta bước lên vũ đài của những quốc gia có quyền tự quyết, là tấm gương soi sáng, cổ vũ các dân tộc bị áp bức, đô hộ, vùng lên giành độc lập, tự do. Hướng tới kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và thêm ý thức trách nhiệm, quyết tâm góp sức xây dựng xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân được hưởng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới, đứng đều lên không xích ta đã tan. Từ bao lâu ta nuốt căm hờn, nguyện hy sinh đời ta tươi thắm hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường. Yeah.